Hi, em Tuấn xin chào cả nhà. Thì hôm nay em mang đến cho mọi người xem một video. Đây là một trong những cái dòng pin mà được mong chờ nhất 2022 của The World nha mọi người. Thì đây được là một trong những cái dòng pin nhỏ gọn, siêu siêu bền, nhỏ gọn. Và dòng pin này nó được thiết kế theo dạng đó là pin vỉ nha mọi người. Đây, nó có nhiều vỉ. Power stack có nghĩa là nhiều vỉ nó ghép lại, nhiều vỉ. Rồi đây cho mọi người xem, thì theo cái thông số của nó thì nó sẽ tăng 50% sức mạnh so với mẫu pin cũ, nhỏ gọn hơn 25% so với mẫu pin cũ, và cái độ bền của nó là gấp đôi. Số lần sạc, đây số lần sạc của nó thì gấp đôi so với pin cũ, pin đời cũ nha mọi người, pin đời cũ chứ không phải là pin cũ. Rồi thì ví dụ như đây, thì pin đời cũ của The World thì nó ta theo thông số, thì ví dụ như mình ví dụ nha, thì bây giờ nó là 1.500 vòng, 500 lần sạc thì pin nó sẽ bị hỏng, thì mình ví dụ vậy thôi. Thì pin pin này thì nó sẽ gấp đôi, có nghĩa là nó sẽ tầm khoảng là 3.000 lần sạc đó, thì mọi người hiểu nôm na là như vậy. Rồi hôm nay mình sẽ tháo tháo viên pin này ra cho mọi người xem. Lần này mình về được 6 viên thôi. Rồi đây mọi người, cái những cái bọc mà của The World nó kích thì cực kỳ wow, viên pin khá là đẹp luôn mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người so sánh giữa viên pin 2A và viên pin Power Stack này. Đây đây là viên pin 2A và đây là viên pin của Power Stack, thì khá là nhỏ gọn luôn. Đây vừa đâu, quá siêu nhỏ luôn, siêu siêu gọn luôn, pin khá là đẹp. Rồi mình sẽ đọc thông số cho mọi người xem. Con này nó có model đó là DCPP 034, và cái con này 20V max, có dung lượng đó là 1.7Ah, 30,6 Wh/giờ. Thì để mình xem, đây con này thì 36W. Rồi đó, thì con này nó được sản xuất tại China. China. Rồi. Về cái hình thức bên ngoài mọi người nhìn. Đây, Power Stack nhìn pin khá là đẹp, dạng Telemion đó. Ở dưới này thì nó được bọc một cái đế chống sốc nha mọi người, đế su chống sốc. Đây, khá là êm và không bị trơn trượt. Đây mình thử. Nói chung là bám khá là chắc. Đó, khá là chắc. Còn cái này thì nó sẽ trượt. Rồi. Pin về cái mặt đế của nó khá là gọn. Mọi người ở trên này thì nó có cái số series của nó, và pin nó được sản xuất năm 2021 nè. Năm 2021 cho mọi người. 2021. Rồi, khá là gọn luôn. Đây mình để xa xa cho mọi người thấy. Khá là gọn, đó. Về cái trọng lượng của nó thì theo như mình cầm thì trọng lượng của viên pin Power Stack nó sẽ nhẹ hơn, nhẹ khá là nhẹ luôn. Và bây giờ mình sẽ cắm thử một pin vào xem nhé.
vào, gọn, khá là đẹp, gọn cực kỳ đẹp luôn đó mọi người, gọn đẹp. Thì theo thông số thì khi mọi người gắn cái viên pin nào này vào á, thì nó sẽ tăng lên 50% so với công suất hiện tại của những cái dòng pin khác. Thì pin này thì nó có thể sạc được những cái dòng sạc thông thường nha mọi người. Đây, mọi người thấy gắn pin cũng hơi to hơn so với nó nhé. Cây 850 thì sẽ 850 mã Mỹ luôn. Wow, rồi ok, khá là đẹp gọn. Rồi viên pin này thì đợt này mình về được có 6 viên thôi. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua pin siêu mini power tắc này thì có thể liên hệ với mình số điện thoại 0703 249 910 hoặc số Zalo 0303 256 802. Rồi kết thúc video, em xin chào tất cả mọi người nhé.